kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Sức khỏe và Đời sống. Thưa quý vị, vụ cháy quán karaoke An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương khiến cho 33 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương, đặt ra câu hỏi lớn về trách nhiệm của những bên liên quan. Vậy ai sẽ phải chịu trách nhiệm với vụ cháy với con số thương vong quá lớn này? Mời quý vị lắng nghe ý kiến của luật sư ngay sau đây. Sau buổi họp báo vào sáng ngày 8 tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương xác nhận công tác dập lửa và cứu hộ tại quán karaoke An Phú, phường An Phú, thành phố Thuận An đã kết thúc. Theo đó 33 nạn nhân đã được tìm thấy, trong đó có 32 nạn nhân tử vong trong vụ cháy, một nạn nhân tử vong trong quá trình thoát ra ngoài rơi từ trên cao xuống. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do chập điện. Giờ đây câu hỏi mà nhiều khán giả quan tâm là trách nhiệm bồi thường thuộc về ai? Theo quy định của pháp luật kinh doanh karaoke vũ trường là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, vì thế cơ sở kinh doanh phải đáp ứng đủ các điều kiện đảm bảo an ninh trật tự, an toàn về phòng cháy chữa cháy mới được phép hoạt động. Nhìn từ góc độ pháp lý, các luật sư cho rằng phải chờ cơ quan chức năng công bố cụ thể nguyên nhân vụ cháy mới có thể quy trách nhiệm rõ ràng, bởi đây là vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng khiến 33 người thiệt mạng. Vậy nếu nguyên nhân thật sự được công bố là do chập điện thì chủ cơ sở kinh doanh karaoke An Phú sẽ chịu trách nhiệm như thế nào? trong trường hợp này trách nhiệm hình sự sẽ như thế nào theo luật sư lê bá thường Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, xét về mặt pháp lý, chủ sở hữu quán karaoke phải chịu trách nhiệm đầu tiên. Nếu kết luận của cơ quan điều tra phát hiện cơ sở kinh doanh karaoke này hoạt động không tuân thủ các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, dẫn đến vụ việc cháy xảy ra khiến 33 người thiệt mạng, chủ quán karaoke có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy. Chủ quán có thể đối diện với mức án phạt tù từ 7 đến 12 năm. Bên cạnh đó, chủ quán còn có thể bị phạt tiền từ 10 đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, điều 313 bộ luật hình sự 2015 đồng quan điểm tiến sĩ luật sư đặng văn cường trưởng văn phòng luật sư chính pháp cho biết trường hợp kết quả xác minh của cơ quan điều tra cho thấy nguyên nhân vụ cháy là do cơ sở kinh doanh này không tuân thủ quy định về phòng cháy chữa cháy không đủ điều kiện đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy dẫn đến chập điện hoặc có những nguyên nhân khách quan nào khác dẫn đến vụ cháy xảy ra cơ quan điều tra sẽ khởi tố hình sự về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy Trường hợp có căn cứ cho thấy người quản lý điều hành hoạt động kinh doanh karaoke đã vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, dẫn đến hậu quả làm 3 người thiệt mạng trở lên. Người vi phạm sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất của tội này là án tù từ 7 đến 12 năm, theo quy định tại điểm A khoản 3 điều 313 Bộ Luật Hình Sự. Tuy nhiên, với hậu quả nghiêm trọng, cướp đi sinh mạng của hơn 30 người và nhiều người bị thương, người vi phạm có thể sẽ phải đối mặt với hình phạt cao nhất là 12 năm tù dưới góc độ pháp lý luật sư lê hồng vân đoàn luật sư hà nội có cùng ý kiến với hai luật sư trên luật sư vân cho biết nếu có đủ căn cứ khẳng định người quản lý điều hành hoạt động kinh doanh karaoke đã vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy dẫn đến hậu quả khiến ba người thiệt mạng trở lên thì có thể đối mặt với khung hình phạt cao nhất của tội này ngoài trách nhiệm về hình sự câu hỏi về bồi thường thiệt hại cho gia đình các nạn nhân cũng đang được quan tâm dù không có gì bù đắp được đau thương, mất mát của 33 gia đình, tuy nhiên từ góc độ pháp lý, những người liên quan phải có trách nhiệm bồi thường cho các nạn nhân trong vụ cháy này. Cụ thể cũng theo luật sư thường chủ quán karaoke này còn phải có trách nhiệm bồi thường về mặt dân sự cho các nạn nhân này tùy theo mức độ hậu quả xảy ra với từng nạn nhân, điều 584, 590 và 591 Bộ luật dân sự 2015 còn theo luật sư Đặng Văn Cường và luật sư Lê Hồng Vân, nếu xác định được nguyên nhân do khách quan, cơ sở kinh doanh karaoke vẫn phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với những nạn nhân đã bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản trong vụ cháy này theo quy định của pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Vụ cháy quán karaoke An Phú khiến 33 người thiệt mạng là vụ việc thương tâm để lại đau thương mất mát cho nhiều gia đình. Để quy trách nhiệm cho các cá nhân trong vụ việc, cơ quan điều tra phải xác định nguyên nhân trực tiếp. Nếu xác định chủ cơ sở kinh doanh không đảm bảo điều kiện về phòng cháy chữa cháy dẫn đến hậu quả nghiêm trọng thì khung hình phạt cao nhất là tù từ 7 đến 12 năm. Ngoài ra còn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho gia đình các nạn nhân trong vụ cháy. Vụ cháy quán karaoke Quan Hoa khiến cho ba chiến sĩ phòng cháy chữa cháy hy sinh vẫn chưa ngồi ngoài thì vụ cháy quán karaoke An Phú khiến cho 33 người thiệt mạng đã khiến cho dư luận rúng động. Với tường cách âm bằng xốp, không gian kín khiến cho ngọn lửa dễ bùng lên. Cháy quán karaoke đặt ra nhiều câu hỏi về công tác phòng chống cháy nổ. Được biết, cơ sở kinh doanh karaoke An Phú đã 3 lần được kiểm tra phòng cháy chữa cháy và có đầy đủ giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy. Theo dõi vụ cháy khiến cho nhiều người thiệt mạng, khán giả đã để lại bình luận, lại cháy karaoke, cần dẹp hết các dịch vụ karaoke để tránh những vụ việc đau lòng, hay là thôi từ nay khỏi đi karaoke gì hết, nguy hiểm quá. Thực tế quán karaoke với không gian phòng khép kín, có nhiều vật liệu dễ cháy, nên khi ngọn lửa bùng lên do nguyên nhân nào đó, công tác thoát hiểm và cứu hộ đều sẽ gặp nhiều khó khăn. Theo thông tin từ tỉnh Bình Dương, cơ sở karaoke An Phú được thiết kế xây dựng với tổng diện tích sàn, xây dựng khoảng 1.500m2, gồm 3 tầng, 1 trệt, 2 lầu và 1 sân thượng. Trong đó có 29 phòng hát karaoke. Cơ sở này hoạt động từ năm 2016 đến nay và có đăng ký đầy đủ các hồ sơ thủ tục pháp lý liên quan như giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số 46F8029222 do Ủy ban Nhân dân thị xã Thuận An cấp thay đổi ngày 7 tháng 9 năm 2016. Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự số 16GCN do Công an thành phố Thuận An cấp ngày 31 tháng 7 năm 2017 giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 93 TG PCCC P2 do Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương cấp ngày 8 tháng 2 năm 2017, giấy phép kinh doanh karaoke do Ủy ban Nhân dân thị xã Thuận An cấp ngày 15 tháng 11 năm 2016, biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy tại cơ sở vào các năm 2019, 2021, 2022. Đặc biệt cũng trong buổi họp báo sáng mùng 8 tháng 9, đại diện lãnh đạo công an thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương cho biết, từ năm 2019 cơ sở này 3 lần được kiểm tra về công tác phòng cháy chữa cháy. Năm 2019, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an thị xã Thuận An tiến hành kiểm tra. Qua đợt kiểm tra ghi nhận việc chấp hành quy định an toàn phòng cháy chữa cháy của cơ sở, tiếp tục hướng dẫn cơ sở duy trì các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy như lập hồ sơ quản lý, phương án chữa cháy cơ sở, huấn luyện đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, thực hiện phương án chữa cháy theo quy định. Công ty có trách nhiệm thống kê báo cáo về phòng cháy chữa cháy theo quy định, cơ sở trang bị trang phục chữa cháy cho đội phòng cháy chữa cháy cơ sở đảm bảo số lượng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an. Khi hết đảm bảo an toàn theo quy định. Năm 2021, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Thuận An tiến hành hai lượt kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cụ thể Ngày 27 tháng 4 năm 2021 và 20 tháng 12 năm 2021, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an thành phố Thuận An tiến hành kiểm tra. Qua đợt kiểm tra ghi nhận việc chấp hành quy định an toàn phòng cháy chữa cháy của cơ sở, tiếp tục hướng dẫn cơ sở duy trì các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy, đồng thời kiến nghị 10 nội dung để cơ sở tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy năm 2022 và ngày 27 tháng 4 năm 2022, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiến hành kiểm tra qua đợt kiểm tra ghi nhận việc chấp hành quy định an toàn phòng cháy chữa cháy của cơ sở, tiếp tục hướng dẫn cơ sở duy trì các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy, như thường xuyên bổ sung, cập nhật những thay đổi về công tác phòng cháy chữa cháy theo quy định. Duy trì chế độ bảo trì, bảo dưỡng, các loại phương tiện chữa cháy, trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy cho đội phòng cháy chữa cháy cơ sở theo quy định. Bình luận thêm về vụ cháy, luật sư Lê Hồng Vân, đoàn luật sư thành phố Hà Nội kiến nghị việc các vụ cháy quán karaoke gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra gần đây cho thấy sự bất ổn trong công tác quản lý và việc tuân thủ thiếu nghiêm túc quy định về phòng cháy chữa cháy của các cơ sở kinh doanh dịch vụ. Để tránh xảy ra những vụ việc đau lòng tiếp theo, cơ quan chức năng cần siết chặt điều kiện hoạt động của các cơ sở này, đồng thời xử phạt nặng thậm chí đình chỉ hoạt động vĩnh viễn đối với địa điểm cố tình vi phạm. Vụ việc đau lòng với con số thương vong quá lớn là điều không ai mong muốn. Chỉ một màu thuốc lá, một sơ hở khi hàn xì hay một sự cố chập điện thôi, ngọn lửa lớn có thể bùng lên thiêu rụi tất cả. Từ đây, công tác quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke vũ trường cần chặt chẽ hơn nữa. Các cơ sở kinh doanh cũng cần có ý thức tuân thủ phòng cháy chữa cháy, luôn kiểm tra, báo cáo thường xuyên. Bên cạnh đó không có lối thoát hiểm hay lối thoát hiểm bí nhỏ hẹp dẫn đến nhiều người chen lấn xô đẩy cũng sẽ khiến sự việc tồi tệ thêm. Vì thế, cơ sở kinh doanh cần xây dựng các lối thoát hiểm an toàn, đủ tiêu chuẩn để đề phòng sự cố. Về phía cá nhân, mỗi người cần trang bị cho mình kiến thức phòng cháy chữa cháy, thoát hiểm trong đám cháy cần thiết để tự bảo vệ mình khi chẳng may gặp phải những trường hợp tương tự. Giờ đây số người thiệt mạng trong vụ cháy đã được thống kê. 33 gia đình trong một đêm đã mất đi người thân mãi mãi. Sau vụ việc thương tâm, trách nhiệm thuộc về ai chắc chắn sẽ được cơ quan chức năng làm rõ và xử lý theo quy định. Vụ việc đau lòng cũng để lại nhiều trăn trở về công tác phòng cháy nổ và quản lý quán karaoke. Tất cả những tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.